Chuyên gia cảnh báo COVID-19 chưa đạt đỉnh ở Nam Hàn. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Nam Hàn, được gọi tắt là KCDC, hôm ngày 24 tây tháng 2 đã cho biết là nước này đã ghi nhận thêm 231 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 833, trong đó có 8 người đã tử vong. Với số ca nhiễm này, thì Nam Hàn đã vượt qua Nhật Bản để trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia y tế của Nam Hàn cho rằng, việc số người nhiễm tăng theo cấp số nhân những ngày qua cho thấy nước này đã bỏ lỡ thời điểm vàng để khống chế dịch và COVID-19 có thể tiếp tục bùng phát ở quy mô lớn hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Hiệp hội Dịch tễ học Nam Hàn và là chuyên gia y tế dự phòng tại Đại học Y Harlem nhận định, giờ là lúc chúng ta cần cả xã hội hành động. Tất cả mọi người cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch mà giới chức y tế đưa ra. Park Kyung-wan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Samsung và là người đứng đầu Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Nam Hàn nói rằng, sự gia tăng đáng báo động số ca nhiễm không rõ nguyên nhân, cho thấy mọi người có thể bị nhiễm nCoV dù chưa từng ra nước ngoài hoặc là tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm ngày 23 tây tháng 2 cũng thông báo nước này đã nâng cảnh báo về COVID-19 lên mức cao nhất, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang trải qua bước ngoặt nguy hiểm. Các chuyên gia y tế Nam Hàn cũng cho rằng dịch COVID-19 ở nước này vẫn chưa đạt đỉnh và số người nhiễm có thể tăng nhanh trong vài tuần tới. Song Yun-yong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Guro phía tây nam thủ đô Seoul, cho rằng nếu số người nhiễm tăng vọt không kiểm soát, các cơ sở y tế có thể rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh. Những người nhiễm bệnh nhẹ có thể sẽ phải tự cách ly tại nhà. Ông cũng nhận định đây chính là lý do các biện pháp như rửa tay và đeo khẩu trang lại vô cùng quan trọng. Nếu hệ thống y tế của chúng ta quá tải và sụp đổ, thì người dân sẽ không thể trông chờ được gì nhiều. Khi Moran, chỉ đạo Ủy ban ứng phó khẩn cấp thuộc Cơ quan Y tế Dự phòng Nam Hàn cũng khẳng định, chúng ta sẽ không đủ khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng nếu các cá nhân không tuân theo các khuyến nghị được đưa ra. Giới chuyên gia y tế cũng khuyên mọi người nên rửa tay và che miệng khi ho, khử trùng các đồ dùng hoặc là bề mặt thường xuyên tiếp xúc, giữ phòng thông thoáng, tránh hội họp và tụ tập đông người, hạn chế để người già và người có hệ thống miễn dịch yếu ra ngoài. Trong một diễn biến đó, các nhà thờ thuộc giáo phái Tân Thiên Địa cũng vắng bóng người. Giám đốc Cơ quan Y tế Dự phòng các bệnh truyền nhiễm ở quận phía Tây Daegu cũng được xác nhận dương tính với nCoV. Ông này cũng thừa nhận là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Quan chức này đứng đầu cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại quận phía Tây, đã tiếp xúc với 50 đồng nghiệp và cấp dưới trong thời gian qua. Những người này đều được cách ly tại nhà để đề phòng sau khi quan chức trên được xác định dương tính với nCoV. Một sĩ quan cảnh sát tại Daegu và một nữ giáo viên ở thành phố Gumi gần đó cũng thừa nhận là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Nam Hàn cũng cho biết là đã yêu cầu hơn 9.300 thành viên Tân Thiên Địa tự cách ly, trong đó có 1.276 người có các triệu chứng nhiễm nCoV. Hầu hết những người này đều có liên quan đến nhà thờ của giáo phái ở thành phố Daegu. Cảnh sát của Daegu cũng huy động khoảng 600 sĩ quan để tìm kiếm những tín đồ Tân Thiên Địa chưa ra trình diện. Tuy nhiên, đại diện giáo phái này cho hay họ chưa liên lạc được với hơn 200 tín đồ. Tân Thiên Địa là tổ chức gây tranh cãi và đã bị các nhánh của Kitô giáo, bao gồm Tin Lành, Công giáo và nhà thờ chính thống giáo ở Nam Hàn coi là dị giáo. Giáo hội Anh và Giáo hội Baptist ở Manipur, Ấn Độ cũng từng cảnh báo tín đồ cảnh giác với Tân Thiên Địa. Quốc hội của Nam Hàn cũng hủy cuộc họp và lần đầu phải đóng cửa tòa nhà trụ sở sau khi một số quan chức tiếp xúc với người nhiễm nCoV. Nhân viên y tế đang khử trùng hai tòa nhà chính tại trụ sở Quốc hội của Nam Hàn. Công trình này dự kiến bị đóng cửa đến hết ngày 26 tây tháng 2. Các cơ quan tư pháp nước này cũng hoãn những phiên tòa không cấp bách, trong khi nhiều bộ ngành chính phủ đã hủy hoặc là giảm số lượng cuộc họp, các chuyến thăm làm việc và gặp gỡ báo chí. Quy trình kiểm tra an ninh cũng được siết chặt tại những văn phòng thuộc chính phủ Nam Hàn. Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Kim Gang-lip nói rằng nhiều khả năng dịch bệnh sẽ lan rộng nếu như chính quyền không kiểm soát được tình hình ở tâm dịch Daegu.
Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng thực hiện cách ly 7.700 quân nhân trong doanh trại sau khi phát hiện 11 binh sĩ dương tính với nCoV. Những binh sĩ này được xác nhận là nghi ngờ đã nhiễm virus sau khi tiếp xúc với bệnh nhân nCoV trong doanh trại. Trong nỗ lực tăng cường chống lại virus, Cơ quan Quân lực Nam Hàn được gọi tắt là MMA hôm ngày 24 tây tháng 2 cũng đã thông báo dừng đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, vốn đã được lên kế hoạch tổ chức để phục vụ đợt nhập ngũ trong 2 tuần tới. Dịch COVID-19 xuất hiện tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Thế giới hiện ghi nhận hơn 80.000 người nhiễm nCoV, trong đó có gần 3.000 người đã tử vong.